Xin chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của em, một trong số những kênh chuyên review về tất cả những sản phẩm âm thanh karaoke uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Và như các bác có thể thấy đây, hiện tại thì công hàng DB của chúng em vừa mới về, tiếp tục thêm một công nữa ở trong năm 2021 để phục vụ tất cả các bà con. Đấy. Hiện tại bên em mới về được khoảng 300 đôi loa. Đấy, bao gồm những cái mã như thế này. Bên này chắc là đây. Bên này là mã DS này, mã này mã cao cấp này. Và bên này là mã PK, PK 12 nhá. Đó. Thì nó sẽ có một số những bản nâng cấp, nó có một số chi tiết nâng cấp mà rất là đáng kể nhá. Bây giờ em sẽ đi vào và review chi tiết cho tất cả các bác xem những cái đôi này nó có nâng cấp nó như thế nào. Đó. Và em sẽ làm một clip mà thật là chi tiết nhất để review cho tất cả mọi người xem từng cái mẫu loa đấy, DS và PK. Và cái công sau sẽ là công súp mọi người nhá. Công súp thì sẽ tầm khoảng 20 ngày nữa là súp nó về. Ok. Em xin thông báo với tất cả các bác, đây là cái mẫu loa PK mà trong thời gian vừa qua rất là hot. Đấy, mẫu loa này là mẫu loa chủ đạo của DBO Tích luôn. Và bên đây là mẫu loa DS. Đấy. Thì đợt này về có độ khoảng tầm 300 đôi thôi. Không biết có đủ phục vụ cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc không, nhưng mà em vẫn làm cái clip này, em đăng lên cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Đấy, đây là tổng thành kho bên đơn vị DBL Cotics. Đó. Đây chính là cái mẫu loa DF 12 này, PK 12. Đó. Rất là đẹp đúng không mọi người? Bản này là bản nâng cấp. Bản này là bản đã được nâng cấp về cải thiện về rất là nhiều về chất âm nha các bác nhá. Các bác cùng đón chờ xem em review cái chất âm này. Nhưng hiện tại ở đây thì cũng là muộn rồi. Tầm này sao là 22 giờ, 10 giờ rồi. Em cũng không tiện để mà mở nhạc cho tất cả các bác xem, các bác nghe. Đấy, còn làng xóm xung quanh nữa. Đây, cho các bác xem cái mẫu loa DS12 này đã được cải tiến những gì. Đó, hai lỗ thông hơi đằng sau. Và cho các bác xem thông số kỹ thuật. Đó. Công suất hoạt động trung bình 400W, max là 1600W, trở kháng 8 ohm, hoạt động những cái giải tần từ 45Hz cho tới 20kHz và độ nhạy rất là cao các bác nhá, độ nhạy 98dB. Các bác sử dụng một con loa độ nhạy cao nhưng mà công suất lớn nhưng độ nhạy cao thì các bác chỉ cần ghép với con đẩy bình thường thôi. Con đẩy bình thường yếu tầm khoảng 400-500W thì vẫn đánh được nó bình thường các bác nhá. Đó. Ok. Đây là tầm khoảng 150 đôi PK 12. Đó. Bên trồng bên này là 150 đôi và bên này là 150 đôi nữa. Bên đây là những cái trồng đẩy này. Đẩy này là đẩy công suất D5 này. Các bác nhá, D2500 này. Hồi em cũng đã làm một cái clip rất là chi tiết review hồi chiều rồi. Đấy, đây này là D2800 này. 2800 này. Đó. 2800 này. Số lượng đủ phục vụ cho các bác trong cái dịp lễ Tết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Đó. 2600 này. Đấy, đầy đủ tất cả các mã nhé. Mã ngoài này là D4.8. Rất là nặng. Đợt này về khá là nhiều, đẩy 4 kênh này. Đấy, 4 kênh này, D4.8 này. Có ở đây có độ khoảng 570 chiếc gì đó. Đó. Nếu mọi người quan tâm đến tất cả các mặt hàng ở bên em thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em sẽ báo cho tất cả các bác một cái giá hợp lý. Nhiều ưu đãi. Đấy. Là có nhiều ưu đãi. Đó. Rất là nhiều ưu đãi các bác nhá. Rồi ok. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo ở trên kênh của em nhá. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em ra hàng ngày nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.